Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh khám phá bí ẩn Chúc các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc nha à, Các bạn hãy nhấn subscribe, đăng ký kênh theo dõi, ủng hộ chat Admin nha các bạn Và không để các bạn phải chờ đâu nữa, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất trong ngày Sau khi chôn cất bố, con trai mơ thấy chiếc quan tài, trong đó có 7 con rắn màu xanh Đang đi làm xa thì bất ngờ trung nhận được điện thoại của mẹ con ơi về nhà ngay đi Bố con mất rồi Quá bất ngờ trước tin dữ Vì hai ngày trước bố còn gọi điện cho Trung Khoe ông mới đi mua được Con bò cái giống tốt Vụ năm nay chắc chắn nó cày bừa khỏe Và kiểu gì cũng để ra được Một con bê con giống y như mẹ mà nhưng rồi ngay khi chị gái gọi điện báo tin một lần nữa thì anh mới biết chắc mình đã mất bố rồi trung vội vàng bắt xe về ngay lập tức, lúc đó trời đã nhá nhem tối. Sáng hôm sau thì anh về tới nhà, trung khóc lóc vật vã trước quan tài của bố. Anh thấy mình là đứa con trai bất hiếu vì đến tận khi bố anh qua đời, anh vẫn chưa làm được gì. Năm ngoái bố dục lấy vợ thì anh lại còn cãi lời và bảo: "30 tuổi con mới cưới vợ cơ, bố đừng có dục." bố nói nhiều là con bỏ đi làm xa đấy và cũng vì sợ ố dục nên trung đã đi làm xa cũng chính vì vậy mà anh không được ở bên ông những giây phút cuối đời lúc chôn cất cho bố cả mẹ và chị gái trung đều đau khổ tới mức ngất đi chỉ một mình anh cố gắng bám chặt cây gậy để lo mọi thủ tục tang lễ cho bố được về nơi an nghỉ cuối cùng sau khi lo đám tang cho bố được ba ngày thì bất ngờ đêm đó trung nằm mơ thấy chiếc quan tài có bảy con rắn xanh bò ra con nào con nấy nhìn anh với đôi mắt dữ tợn vương cổ và muốn đuổi theo sợ quá trung chạy luôn nhưng anh vẫn kịp nhận ra chiếc quan tài đó chính là chiếc quan tài dùng để chôn bố anh ba ngày trước lẽ nào bảy con rắn kia đang quấy nhiễu xung quanh ngôi mộ nơi bố trung nằm như thế chắc chắn hồn ông sẽ không siêu thoát được sáng hôm sau tỉnh dậy trung giật mình khi nghe cả mẹ và chị đều nói mơ thấy bố đêm qua trung quyết định sang nhờ một người hàng xóm làm giúp bảy cái bẫy để anh mang ra mộ bố đặt hy vọng sẽ bắt được bảy con rắn xanh kia để bố anh được yên nghỉ chỉ sợ chúng mà chui được vào trong quan tài thật thì không biết thi thể bố trùng sẽ ra sao trung đặt bẫy rồi thắp hương cho bố và về nhà chờ đợi nhưng ngày thứ nhất rồi ngày thứ hai cho đến ngày thứ sáu thứ bảy chiếc bẫy rắn vẫn trống không trung để nốt tối thứ sáu sang tới ngày thứ bảy thì sẽ dọn chúng về. Vì nghĩ có lẽ đó chỉ là giấc mơ, chứ thực ra chẳng có con rắn nào đang có ý định đào mộ xuống quan tài của bố anh cả. Nhưng rồi đêm ấy, bất ngờ Trung lại nằm mơ thấy bố anh về nhà, mặt tím tái đứng đầu giường thì thào. Con ra bắt rắn đi, nó cắn chết bố mất trung vội vàng cầm đèn pin lao ra mộ bố thì chứng kiến cảnh rụng rời một người đàn ông đang hì hục đào mộ bố anh lên trung lao tới gần vật lộn với hắn ta và cuối cùng đã vật lộn và ghì tay được gã đó vì trước khi đi trung có nói với chị gái nên chị trung đã nhờ người ra sâu xem sự thể thế nào và lúc này thì mọi người đã chính thức bắt giữ được kẻ đào mộ và ai cũng bất ngờ, khi đó chính là người làng bên mới bán bò cho bố Trung. Bên cạnh anh ta vẫn còn bao rắn gồm 7 con rắn lục xanh. Lúc này thì mọi chuyện mới sáng rõ qua lời khai của hắn. Hóa ra bố Trung đã đặt tiền mua một cặp bò bố mẹ của gã, nhưng mới dắt con bò mẹ về vì thương nhà họ nghèo nên cho mượn con bò bố lại để cày nốt vụ này. Nhưng gã đó nảy lòng tham không muốn giao bò nên đã lấy cớ gọi bố Trung tới nhà mời cơm rượu để cảm ơn. Khi bố Trung say, họ đã để bảy con rắn kia mà họ đang nuôi cắn ông. Bố Trung về nhà đi ngủ thì tử vong, nhưng do chị và mẹ Trung quá đau buồn, cứ nghĩ ông đột tử nên làm đám tang luôn. Lần này hắn ta lại định đào mộ bố trung lên, thả bảy con rắn kia vào để nó góp phần phá hủy nhanh thi thể ông, không cho ai phát hiện ra manh mối. May mà bố trung về nhà báo mộng cho anh nên mới phát hiện ra hung thủ. Ngày hung thủ phải đền tội, Trung thắp cho bố nén hương, anh thấy bức ảnh trên bàn thờ của bố như đang mỉm cười. Vậy là bố anh ra đi thanh thản rồi rùng rợn loài sâu tử thần được mệnh danh là quái vật sa mạc. Sâu tử thần là loại quái vật sa mạc đáng sợ, có kích thước khổng lồ dài gần 1 mét và toàn thân có màu đỏ sẫm. Một trong những khả năng đặc biệt nhất của sâu tử thần là phóng luồng điện cực mạnh đủ để giết chết con mồi từ xa. Tương truyền, bên dưới sa mạc Gobi, vùng hoang mạc lớn nhất tại châu Á có tồn tại một loài sâu tử thần cực đáng sợ. Quái vật sa mạc này rêu rắc nỗi ám ảnh kinh hoàng cho người dân thời xưa. Những câu chuyện về sâu tử thần được ghi chép lần đầu tiên kể từ những năm 1920. Theo một số giai thoại truyền thuyết, sâu tử thần có kích thước siêu lớn với chiều dài lên tới gần 1 mét. Toàn thân quái vật sa mạc có một màu đỏ sẫm. Do vậy, mỗi khi xuất hiện, sâu tử thần vô cùng nổi bật so với môi trường xung quanh. Sâu tử thần có lớp da dày và cứng, điều này giúp nó sinh trưởng tốt với môi trường nắng nóng khô hạn của sa mạc. Quái vật sa mạc có những chiếc răng sắc nhọn trong miệng để cắn xé con mồi. Khả năng giết chết con mồi của sâu tử thần khiến nhiều người khiếp sợ. Nguyên do là bởi sinh vật bí ẩn này có khả năng phóng luồng điện cực mạnh đủ để giết chết con mồi từ xa. Thêm nữa, sâu tử thần còn có khả năng phun nọc độc axit rất mạnh. Loại nọc độc này có khả năng ăn mòn kim loại. Theo đó, con bồi nào dính nọc độc của sâu tử thần chắc chắn không có cơ hội sống sót. Những câu chuyện ly kỳ về loài sâu tử thần ở sa mạc Gobi thu hút sự quan tâm của nhiều nhà thám hiểm, chuyên gia khoa học. Nhiều người bỏ ra nhiều thời gian và công sức để tìm kiếm dấu vết về sự tồn tại của sâu tử thần. Thế nhưng, dù nhiều người đổ xô đến sa mạc Gobi nhưng vẫn không tìm ra bất cứ manh mối nào, dù là nhỏ nhất để khẳng định quái vật sa mạc có thật hay không. Giải mã bí ẩn loài rắn không có cánh mà vẫn biết bay. Điều đặc biệt của loài rắn cây thiên đường là chúng có thể cuộn chặt nửa thân mình ở phía đuôi rồi đột nhiên duỗi thẳng ra, tạo một sức bật để phóng vào không trung như là bay. Rắn là động vật bò sát máu lạnh. Cùng lớp với các loài vật có vảy như thằng lằn, tắc kè nhưng lại có răng. Ngoài ra, rắn còn là động vật không tay, không mũi nhưng lại rất thính và rất tinh, có thể nghe và đánh hơi thấy mùi từ rất xa. Chưa hết, rắn còn có vũ khí sinh học rất lợi hại, đó là răng nanh và nọc độc. Nhưng có một loài rắn biết bay. Chirashopli Paradis hay là rắn cây thiên đường. Rắn bay thiên đường là một loài rắn được tìm thấy ở châu Á. Loài rắn này sinh sống ở Đông Nam Á và Nam Á. Một số người cho rằng loài rắn này hiếm, nhưng ở Singapore người ta dễ dàng bắt gặp nó ở một số nơi như là rừng ngập mặn, rừng thứ sinh, công viên hay là vườn. Loài rắn này có răng nanh và nọc độc, nhưng nọc độc của rắn bay thiên đường chỉ đủ để làm bất động con mồi nhỏ mà thôi. Điều đặc biệt của loài rắn này là chúng có thể cuộn chặt nửa thân mình ở phía đuôi rồi đột nhiên duỗi thẳng ra tạo một sức bật để phóng vào không trung như bay. Loài rắn có thể bay hoặc quăng xa tới trên 15 mét, truyền từ cây nọ sang cây kia mà không phải bỏ xuống đất rồi lại leo lên. Đúng hơn thì trạng thái bay của rắn ở đây chính là trượt hoặc rơi từ độ cao xuống. Để bay được, rắn phải làm phẳng cơ thể, sau đó chuyển động ở trạng thái hình chữ S, mang tính tịnh tiến đều trước tiên là làm phẳng hệ thống xương sườn và tự chúng tạo ra một chuyển động hình đĩa để có thể quăng được từ trên cao xuống thấp loài rắn này dựa vào chiếc đuôi để điều khiển cân bằng khiến chúng có thể bay xa